Xin chào tất cả các em học sinh thân yêu, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa giảng online của thầy. Và video hôm nay sẽ là một cái video về chúng ta nghiên cứu về vấn đề 3, vấn đề về các bài tập về phần dung dịch. Ở video trước thì chúng ta đã học về cách pha chế dung dịch rồi đúng không nào? Cách pha chế dung dịch cho nồng độ cho trước này, cách pha chế dung dịch từ một nồng độ cho trước thành một nồng độ mới. Đó là hai dạng bài mà chúng ta đã học trong các video lần trước. Hôm nay sẽ là các bài tập tổng hợp về cái chuyên đề dung dịch này. Các em có quan sát nhé. Bài đầu tiên, câu số 1. Câu số 1 là một câu xác định về khối lượng chất tan cũng như là khối lượng dung dịch tạo thành thông qua các phản ứng. Câu đầu tiên, câu số 1 các em có quan sát nhé. Cho biết khối lượng của chất tan này, khối lượng của dung dịch trong các trường hợp sau. Ở đây thầy có đưa ra cho chúng ta ba trường hợp tiêu biểu. Trường hợp đầu tiên, hòa tan 7,4 gam dung dịch CaOH 2 lần vào 20 gam nước thì chúng ta thu được dung dịch CaOH 2 lần đã được pha loãng. Đó, để bài yêu cầu hỏi chúng ta là khối lượng chất tan và khối lượng của dung dịch trong cái EA này như thế nào. Câu 1. Yeah. Đầu tiên sẽ là về khối lượng của chất tan trước. Tạo ra dung dịch CaOH 2 lần thì có phải khối lượng chất tan có phải là có chính là khối lượng của CaOH 2 lần. Đúng không nào? Và khối lượng của CaOH 2 lần thì bằng bao nhiêu nhỉ? Đề bài cho chúng ta là 7,4 gam, đúng không? Khối lượng chất tan. Khối lượng chất tan CaOH 2 lần. Đó, đề bài cho chúng ta là 7,4 gam, đúng không? Hòa tan 7,4 gam dung dịch này, với khối lượng chất tan ở đây là 7,4 gam. Rồi tiếp theo, đó chính là khối lượng dung dịch thì như thế nào? Đây là cái dạng bài rất là quan trọng để chúng ta xác định khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch để áp dụng công thức tính C% của dung dịch. Thì các em thấy này, hòa tan 7,4 gam dung dịch đang là ấy đúng không nhỉ? Đang là thể tích là chất của chất lỏng. Hòa tan 7,4 gam dung dịch chất lỏng vào 20 gam dung dịch nước thì có phải là khối lượng dung dịch của chúng ta sẽ bằng khối lượng của dung dịch của ban đầu là 7,4 mà cộng thêm với 20 gam nước nữa, đúng không? Sẽ là bằng 7,4 này cộng 20 này, và kết quả chúng ta thu được là 27,4. Lượng nhiều lên mà, ví dụ như đổ cốc nước 1 và cốc nước 2 thì chúng ta phải thu được khối lượng, thu được cốc nước mới có khối lượng nhiều hơn, hay nói khác là khối lượng của cốc nước mới bằng khối lượng của cốc đầu cộng với khối lượng của cốc thứ hai, đúng không nào? Rồi chúng ta xong được IA đầu tiên, hòa tan 7,4 gam dung dịch. IB của chúng ta là hấp thụ, khác với IA là hòa tan này. B thì lại là hấp thụ thì thường xảy ra khi mà chất khí được hấp thụ vào chất lỏng, đúng không nào? Hấp thụ 7,3 gam khí hydro clorua vào 20 gam nước thì dung được dung dịch axit clorhydric. Hấp thụ 7,3 gam khí hydro clorua, vậy có phải là khối lượng chất tan của chúng ta sẽ bằng 7,3, đúng không nào? Khối lượng chất tan đây cụ thể là khối lượng chất tan HCl đó, để mà chúng ta là 7,3 gam. Chúng ta xác định ngoài chất tan rất là dễ dàng, đúng không? Các phương tiện này bài này luôn luôn cho chúng ta có thể tìm nhanh được ngoài chất tan. Cái khó của chúng ta trong cái bài các bài tính C% mình phải nhận thấy đó là khó mà tính các em chưa tưởng tượng ra thì chưa có thể tính được mà dung dịch một cách chuẩn xác. Ở đây các em tưởng tượng nhá, khi mà thầy hấp thụ khí vào trong 20 gam nước, khí hấp thụ vào nước thì khối lượng của nước hay nói khác là khối lượng dung dịch có thay đổi đáng kể không? Nó thay đổi không đáng kể, đúng không? Nó thay đổi không đáng kể. Đó, cũng như hòa tan một viên C sủi vào trong nước thì khối lượng dung dịch thay đổi không đáng kể. Và đây thì hấp thụ khí cũng tương tự như thế, khí được hấp thụ vào và làm cho khối lượng dung dịch thay đổi không đáng kể. Vậy khối lượng dung dịch lúc này sẽ bằng chính khối lượng của dung dịch nước ban đầu luôn là bằng 20 gam. Khối lượng dung dịch
đúng không? Khác với câu trên, câu trên thì đổ thể tích V1 vào V2, đổ M1 vào M2 thì khối lượng của nó sẽ bằng tổng M1 và M2. Nhưng ở lần này các em tưởng tượng là hấp thụ khí vào trong nước, hấp thụ khí vào trong một dung dịch lỏng, thì thể tích của dung dịch lỏng lúc này không thay đổi, không đáng kể, vậy nên khối lượng dung dịch bằng khối lượng của dung dịch ban đầu luôn. IC, IC của chúng ta đó là hòa 20 gram rượu ethylic vào 80 gram nước thì thu được dung dịch rượu loãng. Vậy đầu tiên chúng ta xác định được luôn khối lượng chất tăng. Khối lượng chất tăng ở đây là 20 gram. Khối lượng rượu ethylic đấy là bằng 20 gram. Hòa tan 20 gram rượu ethylic và 80 gram nước cũng là hòa tan chất lỏng và chất lỏng. Vậy thì khối lượng dung dịch lúc sau có phải là bằng khối lượng của rượu ethylic cộng với khối lượng của nước đã hòa tan ra hòa tan đúng không? Là 20 cộng 80 bằng 100. Tiếp theo C này nó gần gần tương tự giống như câu A đúng không? Khối lượng, vậy khối lượng dung dịch cũng là hòa tan chất lỏng và chất lỏng. Khối lượng dung dịch lúc này bằng 20 cộng 80 bằng 100. Đó, hòa tan chất lỏng và chất lỏng, các em chú ý nhé, hòa tan chất lỏng và chất lỏng thì khối lượng dung dịch lúc sau sẽ bằng khối lượng của chất hòa tan cộng với khối lượng của nước sẵn có. Còn nếu mà hòa hấp thụ, đây là chúng ta sử dụng từ hấp thụ, hấp thụ khí và chất lỏng thì khối lượng của dung dịch lúc sau thay đổi không đáng kể, có bằng luôn bằng khối lượng của dung dịch ban đầu. Đó là các lưu ý khi mà làm cái bài tập về dung dịch này. Đó, chính xác hơn là các bài tập tính C phần trăm mà các em sẽ đọc nhá, các em cần chú ý cho thầy. Tiếp theo câu số 1 chuyển sang câu tiếp theo, câu số 2. Câu số 2 của chúng ta là một câu tính về độ tan. Ôn lại kiến thức về độ tan một chút. Độ tan của một chất được ký hiệu là S, thể hiện là khối lượng của chất đó tan trong 100 gram nước để tạo ra dung dịch bão hòa, đúng không nào? Rồi, nhớ các em nhớ nhé, con số keyword chủ yếu này, trong 100 gram nước để tạo ra dung dịch bão hòa. Vậy câu số 2 này với ý đầu tiên, hòa tan 3,2 gram nát chi clorua là ACL mới ăn đấy trong 10 gram nước thì thu được dung dịch bão hòa 3,2 gram trong 10 gram nước, trong khi độ tan của chúng ta thì yêu cầu là trong bao nhiêu nhỉ? Trong 100 gram nước. Vậy lúc này ở đây độ tan của S của NaCl sẽ bằng gì nhỉ? Bằng 3,2 đúng không? Nhân với 10 bằng 32. Đó. Độ tan mà trong 100 gram nước, ở đây là trong 10 gram nước thì độ tan của nó sẽ phải gấp 10 lần lên đúng không nào? 3,2 nhân với 10 bằng 32. Đó, rất là đơn giản và dễ dàng. Đây là một câu ôn lại kiến thức về độ tan thôi. Câu tiếp theo, tính độ tan của Na2CO3 nhưng lúc này không phải trong 10 gram nước nữa mà trong 25 gram nước nữa, biết là chỉ hòa tan tối đa được 53,75, tức là 53,75 gam Na2CO3 trong 25 gam nước sẽ tạo ra được dung dịch bão hòa. Vậy đây S của Na2CO3 sẽ bằng 53,75 và nhân với 4. Tại sao lại nhân với 4? Là vì 100 gam nước gấp 25 gam nước 4 lần bằng 53,75 nhân với 4. Kết quả thầy thu được là 215. Đó, đó là B. Như C, chỉ hòa tan được tối đa 0,4 gram KClO3 trong 5 gram nước. 0,4 gram KClO3 trong 5 gram nước kali clorat. Rồi vậy thì S của KClO3 sẽ bằng này 0,4 5 gram nước thì còn phải thiếu 20 lần nữa, tức là 0,4 nhân với 20 đúng không nào? Và kết quả thầy thu được sẽ là 8. Rồi, còn câu D. Câu D là một câu hơi khác một chút, các em chú ý này. Rượu ethylic thì tan vô hạn trong nước.
Rượu ethylic thì tan vô hại trong nước. Vậy S của C2H5OH, công thức của rượu ethylic lúc này bằng gì nhỉ? Tan vô hại trong nước. Vậy thì 100 g nước cũng có thể hòa tan được vô hạn gam C2H5OH rượu ethylic. Vậy thì S của C2H5OH hay là S của rượu ethylic, bạn nào không nhớ công thức của nó thì có thể viết bằng vô cực, đúng không nào? Tan vô hạn mà. Mình biết khối lượng của nó tan là bao nhiêu không? Nó tan được 100 này, 1.000 này, thậm chí là 1 triệu gam. Rượu ethylic trong nước vẫn tan được, tự nhiên mình đâu biết được nó đâu. Vậy nên là nó sẽ bằng vô cực, đúng không? Và đây là một cái bài khá là đơn giản, ôn lại cho chúng ta về khái niệm về độ tan và cách tính độ tan. Kết thúc câu số 2, chuyển sang câu tiếp theo, câu số 3. Câu số 3 các em cùng quan sát nào. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng, khối lượng riêng ký hiệu là D, 1,206 gam trên ml. Khi cô cạn 165,84 ml dung dịch này thì người ta thu thấy là thu được 36 gam CuSO4. Để bài yêu cầu chúng ta hãy xác định nồng độ phần trăm C phần trăm của dung dịch nói trên. Thì các em nhớ lại cho thầy công thức, nhắc lại công thức một chút. C phần trăm thì bằng gì các em nhỉ? C phần trăm thì bằng m chất tan chia cho m dung dịch mà nhân với 100%, đúng không nào? M chất tan chia cho m dung dịch nhân với 100%. Ở đây chúng ta đã có được là khối lượng riêng của dung dịch, khối lượng riêng và thể tích. Có khối lượng riêng của dung dịch, có thể tích dung dịch thì hoàn toàn chúng ta có thể tính được m dung dịch dựa vào công thức đó. Công thức m dung dịch sẽ bằng d nhân v bằng khối lượng riêng nhân thể tích, đúng không nào? Còn m chất tan chúng ta tính ở đâu? Đề bài đã cho sẵn chúng ta rồi. Cô cạn thì thu được 36 gam CuSO4, tức là m chất tan ở đây bằng mà có CuSO4 bằng 36 gam. Vậy bài toán này trở nên đơn giản chưa? Trở nên đơn giản rồi, đúng không nào? Đây là một bài toán áp dụng công thức. Công thức 3. Đầu tiên thầy sẽ có được là m chất tan. M chất tan thì bằng m của CuSO4 luôn và bằng 36 gam. Bởi vì cô cạn mà. Cô cạn, sau khi cô cạn thì người ta thấy là cân lên được là 36 gam CuSO4. Vậy m chất tan bằng tính m của CuSO4 luôn. Ở đây m dung dịch. M dung dịch CuSO4. M dung dịch thì sẽ bằng D nhân V bằng khối lượng riêng nhân với thể tích. Cái công thức này chúng ta đã được học ở bên vật lý rồi, đúng không nào? Thầy sẽ không nhắc lại nữa, đúng không? Bằng 1,206 nhân với thể tích nào, 165,84. Lúc này thì không cần phải đổi nữa, bởi vì D đang tính là đơn vị gam trên ml, mà nhân với ml thì thầy sẽ thu được gam luôn. Vâng, 1,206 nhân với 165,84, kết quả thầy thu được là 200. Rồi, lấy tròn 200 đây. 200,00304. Rồi, phải lấy tròn 200 nhé. 200 gam. Vậy lúc này chỉ việc ráp công thức của tôi. C phần trăm của CuSO4 sẽ bằng m chất tan này chia cho m dung dịch này nhân với 100% này. M chất tan là 36, m dung dịch là 200 nhân với 100%, mà kết quả thành sẽ thu được đây là 36 trên này. Được là nhập nhanh nhé, gọi là nhập nhanh chỗ này nhỉ, nhìn cái này này, 36 chia 2 là được 18, đúng không? 200 chia 2 là 100, 18 phần 100 nhân 100, kết quả thu được 18%, không cần phải đổi máy luôn, đúng không? À được không? 18%. Cái mối chốt của chúng ta là nhớ cho thầy cái công thức này. Đó. Nhớ lại một thằng thì công thức tính C phần trăm mà thầy đã nhắc rất nhiều trong các bài trước. Có 3 phần nội dung kiến thức trọng tâm trong chương này, hay nói khác là 3 phần nội dung chính trong chương này các em còn nhớ. 1 đó là nhớ cho thầy về độ tan, 2 đó là nhớ cho thầy về công thức tính nồng độ phần trăm, và 3 tức là công thức tính nồng độ mol. Đó là 3 cái mình có thể nói là ba cái chủ đó của cái chương dung dịch này. Nắm vững được ba cái này thì các em hoàn toàn làm tốt được cái chương này và không cần phải sợ hãi gì cả. Tiếp tục câu số 3, chúng ta hãy cùng chuyển tiếp sang câu tiếp theo, câu số 4. Câu số 4, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch H2N4 98% có khối lượng riêng là 1,84 g trên ml để trong đó có chứa 2,45 g H2N4.
có chứa 2,45 gram H2O4, tức là mờ chất tan của nó trong cái dung dịch mà chúng ta lấy là 2,45 gram, đúng không nhá? Mờ quá hai bốn mờ có chất tan H2O4 là 2,45 gram. Vậy có mờ chất tan rồi, hoàn toàn chúng ta có thể tính được mờ dung dịch. Và từ mờ dung dịch, còn vì có công thức của khối lượng riêng nên chúng ta có thể tính được thể tích của nó, đúng không nào? Rồi, hướng đi của chúng ta như thế. Và bây giờ chúng ta lại cùng bắt tay vào làm bài nào. Câu số 4. Rồi, mờ chất tan H2O4 thì bằng 2,45 gram. Vậy từ đây thầy hoàn toàn có thể suy ra được mờ dung dịch H2O4, đúng không? Mờ dung dịch H2O4, bởi vì ở đây chiếm 96%, 96%, vậy nên chỉ cần được cái là lấy 2,45 nhân với 96 thì chia cho 96 và nhân với 100 thì thầy có thể ra được mờ dung dịch H2O4 ở đây. 2,45 chia cho 96 nhân với 100. Vậy mờ dung dịch H2O4 ở đây tương đương với khoảng 2,55. 2,55. Rồi. Khối lượng riêng D thì lại bằng M chia cho V. Mà đề bài đang yêu cầu chúng ta lấy bao nhiêu lít để có thể là suy ra V của dung dịch H2SO4. Lúc này có phải bằng là bằng M mà chia cho D, đúng không nào? M thì chúng ta vừa tính là 2,55. D đề bài cho là 1,84. Vậy hoàn toàn ở đây thầy chưa thể tính được dung dịch rồi. Chia cho 1,84 thì kết quả vừa tính cho em thì thu được ở đây là 1,387. Rất dễ đúng không nào? Khi chúng ta nắm chắc công thức trong bài thì chúng ta có thể làm tốt các bài tập của cái phần này một cách dễ dàng được. Còn khi mà chúng ta không hiểu về bản chất của nó thì là cái câu 4 này rất là khó khăn. Nhiều bạn thấy thấy là loay hoay mãi ở trong cái chương này mà không thể làm được nhá. Thầy các cái mẹo để làm hay là các cái bí quyết mà cần nhớ thì thầy đã đều nhắc ở trong cái video trước rồi, nên các em có thể là quay lại để xem nếu như mà chưa nhớ nhé. Tiếp theo câu số 4, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang câu số 5, câu cuối cùng của video lần này. Câu số 5 các em cùng quan sát này, trộn 40 g dung dịch muối ăn 1 có nồng độ 20% với 60 g dung dịch muối ăn 2 có nồng độ là 5%. Đề bài yêu cầu chúng ta tính C phần trăm của dung dịch muối ăn 3 thì được. Đây là một cái bài hỗn hợp, đúng không nhỉ? Trộn dung dịch 1 có C phần trăm là bằng này, với dung dịch 2 có C phần trăm bằng này, yêu cầu chúng ta tính dung dịch tổng hợp. Thì câu 5 chúng ta sẽ làm thế nào? Câu 5 ban đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tính được M chất tan, hay nói khác là M muối ăn tổng hợp của phần 1 cộng với phần 2, đúng không? Thầy sẽ xét của phần 1 trước nhá. M chất tan 1. M chất tan 1 vì có nồng độ là 20% nên sẽ bằng là M dung dịch là 40, đúng không? 40 chia cho 100 mà nhân với 20. Thứ hai là cái khác là nhân với 1/5 đấy, 40 nhân 1/5 sẽ bằng 8 g. Và tương tự như thế thầy hoàn toàn có thể tính được M chất tan 2, tức là M muối ăn của cái thằng phần 2 sẽ bằng này, muối ăn phần 2 60 g. 60 mà có nồng độ là 5, 60 chia 100 và nhân với 5. 60 chia 100 là được 0,6, 0,6 nhân 5 là 3. 3 ra. Vậy lúc này thầy có thể tính được M muối ăn của dung M chất tan của dung dịch 3 rồi, đúng không? M chất tan của dung dịch 3, bởi vì trộn của dung dịch 1 với dung dịch 2, vậy nên M chất tan 3 sẽ bằng M chất tan 1 cộng với M chất tan 2 bằng 8 cộng 3 bằng 11 gram. Tại sao lại như thế? Bởi vì trộn hai chất vào với nhau mà không xảy ra phản ứng gì cả thì nó cùng tồn tại ở trong chất thứ ba. Còn M dung dịch 3 thì sao? M dung dịch tổng hợp. Bởi vì trộn hai dung dịch lại, vậy nên giống như ở bài 1, M dung dịch lúc này sẽ bằng M dung dịch của phần 3 sẽ bằng M dung dịch 1 bằng M dung dịch 1 cộng với M dung dịch 2, đúng không nào?
bằng 40 cộng 60 bằng 100. Có mà chắc ta có mà dung dịch rồi, hoàn toàn chúng ta tính được C phần trăm. C phần trăm của 3 sẽ bằng M chất tan 3 chia cho M dung dịch 3 nhân với 100%. Và cái đúng lúc này dễ quá rồi, 11 trên 100 mà nhân với 100%, kết quả thầy thu được đây là 11%. Đúng không? 11%, rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ đi theo từng bước đơn giản. Muốn tính được C phần trăm thì chúng ta phải biết được M chất tan và M dung dịch. Có được M chất tan và có dung dịch rồi thì hoàn toàn chúng ta tính được C phần trăm, đúng không? Đúng. Chứ không phải là trộn hai dung dịch với nhau. Nhiều bạn thấy hay thế là lấy luôn nồng độ 1 cộng với nồng độ 2 là sai nhé. Tính theo từng bước, áp công thức vào thì chúng ta có thể ra chuẩn được rồi. Vậy là video về cái chuyên đề về dung dịch của thầy kết thúc ở đây. Và kết thúc của khóa học này thì thầy sẽ có một cái bài kiểm tra tổng hợp cho các em để các em có thể là đánh giá được mức độ năng lực cũng như là khả năng vận dụng của mình sau khi đã học xong khóa học đến đâu, và cũng như đó là một cái phần tham khảo cho các em cho cái kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 sắp tới. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.